Xin kính chào đại sứ ạ. Thưa đại sứ, ông có thể chia sẻ cảm xúc trước thành công của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13? Trong những ngày qua, cán bộ và nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga hết sức là chăm chú theo dõi về tình hình hoạt động của Đại hội Đảng lần thứ 13. Đây là một cái sự kiện chính trị hết sức là quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam, là cái sự kiện trọng đại, cho nên chúng tôi hết sức là vui mừng phấn khởi về thành công của Đại hội lần này. Chúng tôi cho rằng thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13 của chúng ta có rất nhiều nguyên nhân, có rất nhiều yếu tố trong nội tại. Nhưng mà điều quan trọng nhất, theo chúng tôi nghĩ, đấy là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trong thời gian qua, đất nước Việt Nam của chúng ta đã có những bước phát triển rất là ngoạn mục, đời sống kinh tế của nhân dân được cải thiện đáng kể, uy tín của Việt Nam được tăng cường trên trường quốc tế. Và cái điều này thì càng khẳng định cái vị thế, uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là người khởi xướng công cuộc đổi mới và hiện nay đang lãnh đạo đất nước để bước vào cái sự phát triển mới. Thưa đại sứ, ông có suy nghĩ gì về các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã được nêu trong các văn kiện, nghị quyết đại hội và về chính sách đối ngoại, nhất là với Liên bang Nga? Qua kết quả đại hội thì chúng tôi nhận thấy là Đảng của chúng ta tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thì đây là những cái cơ sở có ý nghĩa về mặt nguyên tắc để phương hướng để chúng ta tiếp tục triển khai một cái chính sách đối ngoại tích cực và chủ động. Và cái điều này cũng hết sức là quan trọng, là trong thời gian qua thì Việt Nam đã đảm đương rất là thành công vai trò chủ tịch ASEAN trong năm 2020, rồi là vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ hai là nhiệm kỳ 2020-2021, và nhiều cái sự kiện đối ngoại quan trọng khác nữa. Cho nên là dù là công tác ở trong nước hay ngoài nước, và nhất là tại địa bàn Liên bang Nga, thì chúng tôi luôn quán triệt cái phương châm đối ngoại của chúng ta là đa dạng hóa, đa phương hóa. Tất nhiên là với địa bàn Nga là một cái đối tác chiến lược toàn diện, cho nên chúng ta phải tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Và chúng tôi hoàn toàn có cái cơ sở để tin tưởng rằng là đường lối của Đảng chúng ta, trong đấy có cái nội dung về đối ngoại, sẽ được triển khai thực hiện một cách thành công. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ ạ. Cảm ơn.